xin chào các bạn đến kênh Handmade Chí Nguyện của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách làm hoa tulip nha. Những bông hoa tulip như thế này đây. Đậu nó đây. Để làm bông hoa tulip các bạn cần có. Này mình dùng này là cánh chuồng nha. Ra những chuồng đó và 10 cánh tulip. Mười cánh lít thì mình đã sợ cước rồi. Còn các bạn nào chưa biết sợ cước đó, các bạn xem những video mà trước đó. Xem cách mình sợ nha. Để làm bông hoa tulip các bạn cần có súng bắn kèo. Ta sợ cước rồi lỏng các bạn, phải chặt chặt quá nha, còn lỏng rồi. Cành thì cành dùng cành số 5, số 6 được, thì mình sẽ dùng kìm để cắt, cắt bỏ lớp giấy ngoài đi. Chuồng người ta cầm ở đầu ngoài nè, đập ba đầu ngoài lại, nó sẽ hở ra một kẽ ở giữa này, ra thì vô đầu rồi cầm. Cước ta cắt bỏ đi, ra dùng súng bắn keo. Hỏi cước thời thì như hoa tulip hồng thì dùng cánh chuồng vàng, còn hoa vàng thì dùng cánh chuồng đỏ để làm nổi bật bông hoa lên. Các bạn làm bạn nhớ mở một gió nha. Khi ta mở gió là nó sẽ mau khô hơn. Sau khi khô là ta sẽ xỏ lớp cánh lên vô. Phải xỏ giữa nha. Ta luồn vô cả. Bạn chỉnh sao mà cái đầu nhảy nó vừa bằng gần thấp hơn cái cành một tí nha. Người ta chỉnh cánh sao cho nó ngay á, người ta sẽ kêu. Chơi xung quanh chích những chiếc khe của cánh này, chỉ là chích và giả cái đầu mà hoa để cho chích vào cái cặp ta chờ kem không.
Bạn làm cái mặt gió gió bao khô giữ chặt một vị trí để khô nha, không có nóng nhất nha. Chờ cái khô mới tuôn ra. Rồi, cái đã khô. Tiếp tục cho sỏi lớp 2 vô. Chỉnh sao mà cho những cái cách này nó chéo chéo từ cách này nha. Đây là những cái hở này là cái đầu cánh thứ lớp hai nó sẽ tối xứng nha. Những cái hở cánh cánh đầu ta dùng cây xong rồi đó, ta xong hôm nay ta chỉ cần chờ keo khô thôi. Xong cái bông hoa tulip, còn cái phần lá mà tulip á, các bạn lấy lá này, bạn cắt, các bạn chắp vô mà dùng tiêu sợi quấn lại. Bạn chúc các bạn thấy mà hay á, nhớ đăng ký bấm chuông theo dõi để những clip tiếp theo mình sẽ ra các bạn xem trọng đi nha.